Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức của Sao. Tuyên bố tu thân chưa được 2 ngày, Jack đã sang Hàn ghi hình Running Man Việt Nam mùa 2. Sau bức tâm thư xin lỗi tất cả nhưng không xin lỗi Thiên An, con gái cùng những cô gái đứng ra tố cáo bị Jack lợi dụng tình cảm, nam ca sĩ được cho là đã ở ẩn theo lời tuyên bố sẽ tu thân trước khi thực hiện các sản phẩm âm nhạc. Tuy nhiên, theo một nguồn tin, Jack và dàn cast Running Man Việt sẽ sang Hàn Quốc trong ít ngày tới để thực hiện cách ly theo quy định của người nhập cảnh giữa mùa dịch Covid-19. Sau đợt cách ly, nam ca sĩ cùng 8 thành viên cố định của Chơi Là Chạy sẽ có đợt ghi hình vào tháng 8 cho Running Man Việt mùa 2. Thông tin này hoàn toàn trùng khớp với tiết lộ của Zombie, Nguyễn Cường Thịnh, đàn anh cũ của Jack tại GVR khoảng một ngày trước, khi Zombie cũng tung tin nhắn thông báo giọng ca sóng gió vẫn khỏe và chuẩn bị đi công tác. Trong phần trò chuyện từ phía Jack có viết: ít hôm nữa em đi, nên đợt trước em chích sớm, xong hết rồi. Hiện tại, các hoạt động giải trí tại Việt Nam đang rơi vào trạng thái đóng băng vì ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Nên có thể khẳng định rằng, Jack không thể đi ghi hình hay công tác tại bất kỳ địa phương nào trong nước. Đối chiếu với nguồn tin trên, khả năng Jack sang Hàn ghi hình cho Running Man Việt Nam mùa 2 hoàn toàn có thể xảy ra. Như vậy là trái với mong muốn của netizen, Jack vẫn là một phần Running Man Việt Nam mùa 2, bất chấp những lùm xùm xoay quanh đời tư phức tạp. Trước đó, không ít anti-fan đã kéo đến fanpage của Chơi Là Chạy yêu cầu chương trình loại Jack ra khỏi dàn cast, nếu không Running Man Việt Nam sẽ bị tẩy chay.